Thực hư hình ảnh Thúy Ngân bế em bé, Caric sát cạnh ân cần chăm sóc. Thời gian qua, cư dân mạng râm ran bàn tán việc Thúy Ngân và Caric thành đôi khi bắt gặp những hình ảnh thân thiết của cả hai trong trang phục cưới. Mới đây, mọi người tiếp tục truyền tay hình ảnh Thúy Ngân đang âu yếm bế một em bé. Bên cạnh đó, Caric nhìn cả hai đầy âu yếm. Điều này dấy lên nghi án cả hai đã nâng mối quan hệ lên một mức độ mới. Thực ra là sau khi hợp tác cùng nhau, Caric và Thúy Ngân đã hẹn hò đánh lẻ cùng tham gia một TVC chứ không có gì xa hơn. Điều này gây ra không ít nuối tiếc cho người hâm mộ. Khoảnh khắc Caric điển trai trong bộ suit đen, cưới tươi hạnh phúc bên Thúy Ngân, yểu điệu khiến các fan dần dần đẩy thuyền, không cần nhờ đến sự xác nhận từ chính chủ. Lý Nhã Kỳ có động thái không ngờ sau khi được ông hoàng nhạc Xến Ngọc Sơn tỏ tình công khai. Mới đây trong một đoạn clip gặp mặt với Lý Nhã Kỳ đầy thân thiết, Ngọc Sơn có chia sẻ đầy bất ngờ về mối quan hệ của cả hai. Nam ca sĩ cho biết anh quen Lý Nhã Kỳ từ khi cô còn đôi mươi, thậm chí còn mời cựu diễn viên tham gia vào sản phẩm âm nhạc của mình. Đáng chú ý, Ngọc Sơn thẳng thắn thú nhận rằng từng nảy sinh tình cảm khi tiếp xúc với Lý Nhã Kỳ nhưng lại che giấu cảm xúc của mình vì nhiều lý do. Trước lời tỏ tình công khai của Ngọc Sơn, Lý Nhã Kỳ dường như không hề có phản ứng liên quan. Mới đây, nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh khoe nhan sắc gợi cảm thu hút sự chú ý. Lý Nhã Kỳ diện chiếc áo sơ mi lụa màu đen, bên trong là chiếc áo corset ren xuyên thấu khoe vòng một bốc lửa gợi cảm. Nữ diễn viên đính kèm dòng trạng thái: Chủ nhật của mình đây sao? Phải làm sao giờ ta? Ở độ tuổi U40, nữ hoàng kim cương vẫn khiến cho nhiều người. Mặc dù xinh đẹp giàu có, thế nhưng chuyện tình cảm của Lý Nhã Kỳ không mấy suôn sẻ. Ở tuổi 40, nữ diễn viên vẫn lẻ bóng một mình. Cách đây vài tháng, Lý Nhã Kỳ từng ngồi ghế nữ chính Người Ấy Là Ai và được ghép đôi với chàng trai Việt Kiều Đức Thái Khoa, được cộng đồng mạng đẩy thuyền nhiệt tình vì đẹp đôi. Song sau đó một thời gian, nữ diễn viên xác nhận không tiến xa hơn và chỉ làm bạn bè với Thái Khoa, khiến nhiều người không khỏi nuối tiếc. Sau chia tay mối tình 9 năm, hiện Lý Nhã Kỳ vẫn chưa thể mở lòng yêu ai. Nhiều người cũng cho rằng còn một lý do khác bởi vì cô giàu có quá nên các chàng trai không dám trèo cao.